chào đại gia đình, xin chào quý vị. Đây là những cây cà tím rất đẹp. Những cây cà tím mình đã thu hoạch được hai đợt trái rồi. Đó, ngày hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị. À, đây nè, đó, cà tím nè. Quá trời đẹp luôn, thấy chưa? Đang chuẩn bị thu hoạch đợt này là đợt thứ 3 nha anh chị nha. À, rất nhiều các bạn, các anh chị có gửi những câu hỏi đến cho tôi là tại sao cái cây cà tím của em trồng mấy tháng nhưng mà nó không đậu được quả, nguyên nhân gì mà cái cây cà tím nó không đậu được quả. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các anh các chị cách chăm sóc cây cà tím ở trên sân thượng. Các bạn có thể trồng ở trong chậu, những cái chậu như thế này nè đó, để các bạn có cà tím các bạn sử dụng trong gia đình và cũng có thể là thư giãn trang trí cũng rất là đẹp. À, thì một trong những cái nguyên nhân mà tại sao cây cà tím của bạn nó không đậu được trái, tức là bạn trồng ít quá, bạn trồng có một cây hai cây thì nó không có đủ cái phấn hoa đó, hoặc là ít ong bướm nó tới để nó thụ phấn cho cây cà tím. Do đó vấn đề chúng ta là chúng ta phải thụ phấn cho cây cà tím thì nó mới đậu được trái nha anh chị. Chứ các bạn cứ để bình thường thì nó rất là khó đậu trái, vì ở ngoài vườn thì rất là nhiều cây, người ta trồng nhiều cây thì có ong có bướm rồi nó thụ phấn rồi là gió rồi là nó đông đưa thì cái phấn hoa nó bay qua bay lại thì là nó sẽ đậu được trái. Và chúng ta trồng ở trên sân thượng có một vài cây thì cái tỷ lệ đậu trái của nó là rất là ít nha anh chị. Thì ngày hôm nay mình chia sẻ cho các anh chị cái việc đầu tiên là chúng ta phải thụ phấn cho cây cà tím thì nó mới đậu được trái nha. Cà tím mà nó dễ dàng đậu trái đó thì các bạn phải thường xuyên thụ phấn cho cái cây cà tím. Vì chúng ta trồng ở trên sân thượng ban công á, thì nó ít ong bướm, ít có gió đó thì là nó khó đậu trái. Do đó các bạn phải thường xuyên thụ phấn cho cái cà tím nha. Đó, đây là cái hoa của cà tím nè. Đó, hoa nó có nhụy như này, là hoa cái nó có cái nhụy dài ra, bạn thấy không? Đó. Đó, cho nó rõ nha. Đây là cái hoa này là hoa cái nha bạn. Khi bạn thụ phấn cho cây hoa cà tím á, bạn dùng một cái cây cọ, cọ vẽ lông mày lông mi á, nó mềm mềm á, đây nè, đây nè, đó, đây là cái nhụy của hoa cái nè, bạn thấy rõ không? Đó, bạn dùng cái cọ, bạn quét quét như thế này nè, quét quét cho cái phấn nó dính vào nhụy của hoa cái, nhẹ nhàng, bạn làm nhẹ 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 tay. Hoặc là bạn có thể dùng cái bông, cái tâm bông á, đó, bạn khều khều nhẹ nhẹ cho cái phấn màu vàng nó dính vào thì cái cây cà tím này đã được thụ phấn đó. Đó, làm lại nha. Đây là hoa cái, lấy một cây cọ thật là mềm, quét nhẹ tay. Bạn nên làm vào lúc từ 8 giờ sáng đến 10 giờ trưa. Quét nhẹ nhẹ cho nó dính cái phấn màu vàng vàng vào thì cái cây cà này đã được thụ phấn. Đó. Thì cái tỷ lệ đậu trái của nó là rất là cao rồi. Phấn thành công thì là cái bông cà tím đó như thế này nè bạn. Đây là trong vòng khoảng 2 ngày nè. Đó. 2 ngày thụ phấn thành công thì nó như này. Còn nếu như mà nó không thành công thì nó sẽ rụng nha. Đó. Đây nè, cái trái này là thụ phấn thành công, nó đang hình thành cái trái đây nè. Đó. Cái trái này thụ phấn thành công rồi này. Cái trái như này là trong vòng nó khoảng chừng 5-6 ngày. Đó, cái việc chăm sóc cái cây cà tím đó là bạn phải thường xuyên cắt tỉa những cái cành. À, những cái cành như này nè, những cái cành tâm này, những cái cành bị hư mà nó không phát triển thì mình cắt tỉa nó đi nha. Đó, cắt tỉa đi nè. Đó. Cắt bỏ đi rồi những cái để tạo cái độ thông thoáng cho cái cây cà nó phát triển và nó tập trung chất dinh dưỡng, nó nuôi vào những cái trái khi cái trái của chúng ta nó đậu rồi. Đó. Khi bạn cắt gọn đi thì là cái cây cà nó mới phát triển tốt và cái trái nó mới phát triển được. Cắt tỉa gọn.
những cái cành ở phía dưới gốc, rồi những cái lá già đó các bạn, những cái lá già các bạn cắt đi, cắt bỏ đi hết đó, để cho cái cây cà nó phát triển. Đó, bạn cắt tỉa những cái lá già đi như thế này này, những cái lá già, những cái lá vàng mình cắt tỉa đi để tạo cái độ thông thoáng cho cây cà phát triển đó. Rồi thì ngày hôm nay mình thu hoạch cà nè, cắt cà cho các bạn xem luôn nè, cắt nè, cắt cà nè. Đó, cây cà này là thu hoạch được, mới thu hoạch được đợt này là đợt thứ ba rồi bạn ơi. Thì cái cây cà tím á, bạn chăm sóc á, thì là nó cũng sử dụng được lâu, được nhiều đợt, và có thể chúng ta sử dụng được cả hơn một năm. Do đó là chúng ta cắt tỉa đó. Những cái này mà bắt đầu mình đem vào sử dụng là rất là tốt nè, nướng lên làm cà tím, nướng nước mắm tuyệt vời. Đó, thấy chưa, tuyệt vời không? Đó, thu hoạch được nhiều đây cà nè. Thì ở trên sân thượng bạn muốn sử dụng trong gia đình, bạn có thể trồng chừng 4-5 cây á, thì là chúng ta mới sử dụng tốt trong gia đình được. Sau khi chúng ta thu hoạch cà xong, chúng ta bấm ngọn nè. Đó, bấm những cái ngọn này đi để cho cái cây cà nó phát triển ra. Đó, vì mình trồng ở trên sân thượng á, thì là mình phải cắt tỉa cho nó gọn, không để cái cây nó cao quá thì là mưa gió. Đó, bấm những cái ngọn này đi, nó sẽ mọc những cái mầm mới ra, nó sẽ phát triển. Mà mình để cao quá thì là sẽ bị gió mưa nó làm cho cái cây bị đổ ngã. Đó, rồi bạn bấm cắt tỉa đi ha. Xong tỉa cái cây cà, sau cái đợt mình thu hoạch trái rồi á, thì mình sáo xới đất lên nè, đó, cho nó tơi xốp lên, và chúng ta bổ sung thêm ít đất vào, bổ sung thêm giá thể vào cho cây. Đó, bổ sung thêm giá thể vào để cho cái cây nó phát triển, nó có thêm dinh dưỡng để nó phát triển. Thì cái cây cà tím này chúng ta có thể sử dụng được khoảng 1 năm đến 1,5 năm đó, nó ra trái liên tục rồi bạn, ước trong vòng khoảng 2 tuần nó lại ra trái đó. Đồng thời chúng ta bổ sung, bạn nào có sử dụng phân trùng quế thì bạn dùng trùng quế, phân bò cũng được hoặc phân gà cũng được, bạn bổ sung vào cho cây đó. Một cái gốc như này khoảng chừng hơn 100 gram trùng quế đó. Bổ sung thêm vỏ trứng vào để cho tạo cái canxi cho cái cây, cho nó dễ dàng đậu trái. Vỏ trứng khô các bạn, bạn có thể xay nhuyễn nó ra và bạn bổ sung vào đó. Thêm ít đất vào. Rồi, đó là việc chúng ta đã chăm sóc xong cây cà tím. Đồng thời là bạn cắt tỉa xong là bạn bạn ấy luôn là cái phòng bệnh cho cây luôn nha, phòng bệnh cho cây bằng radian, bạn xịt phòng bệnh cho cây về các loại sâu, sâu tơ, sâu cuốn lá, sâu vẽ bùa, nó đã bị tiêu diệt thì cái cây của chúng ta nó đủ sức, nó phát triển và nó sẽ cho cái đợt trái mới. Đó, cà tím rất là đẹp với quý vị. Cà tím này là mình đã thu hoạch lần thứ 3 này.